Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách truy xuất bản tin sự cố của Role SEO bằng tay. Để truy xuất sự cố của Role SEO thì trước hết các bạn nhấn cho mình vào cái nút Event này. Cái event thứ nhất là ngày 4 tháng 1 năm 2020. Các bạn dùng phím lên xuống để chuyển đổi giữa các event. Đấy, event số 2, số 3 và số 4. Ví dụ bây giờ mình muốn xem bản tin sự kiện là số 4 này, ngày 4 tháng 1 năm 2020. Thời gian là lúc 10 giờ 53 phút 47 giây. Rồi các bạn nhấn cho mình phím qua. Đấy, thì các thông tin ở đâu khi bản tin sẽ hiện lên cho mình. Đấy, tương tự với các bản tin còn lại. Để xem được bản tin số 5 thì các bạn nhấn xuống bản tin số 5.